Xin chào các bạn. Trước tiên xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hôm nay mời các bạn hãy cùng mình đi khám phá nghệ thuật đường phố, một kho tàng nghệ thuật graffiti độc đáo. Những con đường vẽ graffiti là địa điểm không thể bỏ qua đối với bất kỳ người hâm mộ nghệ thuật đường phố nào, và là một địa điểm thu hút khách du lịch. Hoxia Land là một hẻm nhỏ mở cửa như một phòng trưng bày nghệ thuật đường phố vào năm 1998. Bởi sáng kiến của nhóm Ánh sáng đường phố làng đường nằm đối diện lối vào Atrium tại quảng trường liên bang trên phố Blinder, một vị trí nổi bật trong thành phố nơi có những kiến trúc tân kỳ. Một con đường vẽ bằng sơn xịt graffiti ẩn mình giữa các tòa nhà cao tầng của khu trung tâm thương mại Melbourne là một kho tàng nghệ thuật graffiti độc đáo, nằm khiêm tốn như một con hẻm nhỏ và những hẻm nhỏ giao nhau giữa thành phố. Chúng ta hãy đi bộ dọc theo con đường lót đá xanh nổi tiếng để chiêm ngưỡng nghệ thuật đường phố đã làm nên một bối cảnh nghệ thuật đô thị Melbourne đã được biết đến trên toàn cầu. Chiêm ngưỡng mảng màu sắc, ký tự và hình khối choáng ngợp được tạo ra bởi các nghệ sĩ địa phương cũng như quốc tế. Mọi thứ được chọn ra từ giấy nến và hồ dán cho đến tranh tường được sắp đặt theo một phong cách nghệ thuật. Bạn có thể đi lang thang một mình hoặc tham gia những nhóm hướng dẫn chuyên nghiệp đi bộ nổi tiếng. Họ sẽ chia sẻ những thông tin về ý nghĩa từng tác phẩm và khám phá những tác phẩm dọc theo các bức tường và cửa sổ.
Hy vọng video này sẽ mang lại cho các bạn những khoảnh khắc thoải mái và hữu ích. Nếu thích xin đừng quên cho một like, comment và share cùng bạn bè và người thân. Hẹn gặp lại các bạn. Chào tạm biệt.